Hân Hoan chào mừng tất cả các bạn đến với lại chương trình Kỹ năng sống. Đây là một chương trình với mục đích là để giúp cho cuộc sống của tất cả chúng ta trở nên hạnh phúc hơn thông qua cái việc là chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với các bạn những cái kiến thức hữu ích. Và ở trong chương trình lần này thì như tôi đã nói vào tuần trước thì chúng ta vẫn đang tiếp tục với nhau trong cái chủ đề về kỹ năng thuyết trình. Và trong chương trình lần trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn một cái bức tranh chung, một số cái nhận thức, một số cái suy nghĩ của chúng ta về cái việc thuyết trình là như thế nào. Và trong chương trình phát sóng lần này thì tôi sẽ tập trung vào những cái phương pháp mang tính thực hành cụ thể hơn để giúp cho các bạn áp dụng thực tế vào trong cái việc thuyết trình của mình. Trước khi mà chúng ta đi vào những cái bí quyết nho nhỏ trong chương trình ngày hôm nay thì tôi muốn dành một chút thời gian để mà chúng ta ôn lại những gì mà trong tuần trước tôi đã trao đổi với các bạn. Thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn các bạn nhớ, đó cũng là điều quan trọng nhất để mà giúp cho các bạn bước vào cái việc luyện tập, dám bước vào cái việc luyện tập thuyết trình, đó là bạn ý thức rằng thuyết trình không khó. Thuyết trình rất là đơn giản. Thuyết trình thật ra nó chỉ là một cuộc trò chuyện mà thôi. Đó là điều đầu tiên. Và tiếp theo, cái điều cốt lõi nhất trong cái quá trình luyện tập đó là gì? Thì đó chính là bạn phải chuẩn bị để mà tăng được cái sự tự tin của mình lên. Chuẩn bị bằng cách nào? Đó là bạn phải thấu hiểu được cái môi trường mà bạn chuẩn bị thuyết trình, thấu hiểu được khán giả, thấu hiểu được cái cơ sở vật chất, thấu hiểu được tất cả các trang thiết bị trong cái phòng mà bạn sẽ chuẩn bị thuyết trình. Tiếp theo là bạn cần phải chuẩn bị nội dung cho thật kỹ. Bạn sẽ phải đọc rất là nhiều, bạn sẽ quan sát, đối chiếu trong thực tế, hoặc là do chính bản thân bạn áp dụng vào những cái đó để mà bạn có thêm cái kinh nghiệm, cái câu chuyện để mà bạn chia sẻ với khán giả của bạn. Và cái chuẩn bị thứ ba đó là chúng ta phải đảm bảo cho mình được một cái sức khỏe, một cái thể trạng tốt. Nếu không thì cho dù mình chuẩn bị rất là kỹ nhưng mà đến ngày hôm đó mình đổ bệnh ra thì nó cũng không giải quyết được vấn đề. Và một cái điều quan trọng cuối cùng đó là chúng ta phải nhớ, chúng ta chuẩn bị là một chuyện thôi. Chúng ta phải rèn luyện nó một cách điên cuồng, rèn luyện nó thật là nhiều vào. Để đến khi mà các bạn thực hiện bài thuyết trình thì đó không phải là lần đầu tiên nữa, mà nó là lần thứ N rồi, rất nhiều lần bạn đã tập luyện rồi. Thì đó là tất cả những gì mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong phần 1 của kỹ năng thuyết trình. Và nếu như bạn đã bỏ lỡ về chương trình vừa rồi, tức là phần 1 trong chủ đề kỹ năng thuyết trình, thì các bạn hoàn toàn có thể theo dõi lại bằng cách là truy cập vào trang web youtube.com, tìm cụm từ khóa là kỹ năng sống VTC4, thì các bạn tìm cái chủ đề về kỹ năng thuyết trình phần 1 để mà chúng ta có thể xem lại tất cả những gì mà tôi vừa mới tổng hợp vừa rồi. Và dựa trên cái nền tảng đó thì bây giờ tôi sẽ mời các bạn chúng ta đi tiếp. Đó là trong chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn 7 cái bí quyết mang tính thực hành rất là cao để giúp cho các bạn áp dụng vào ngay lập tức để mà làm cho cái bài thuyết trình của mình nó trở nên tốt hơn. Bí quyết đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì nó là một câu hỏi mà tôi dành cho các bạn để mà chúng ta suy nghĩ thử coi. Đó là, vậy thì theo bạn là khi thực hiện một bài thuyết trình thì chúng ta nên nói cái điều mà chúng ta muốn nói hay là chúng ta nên nói cái điều mà khán giả muốn nghe? Khi mà tôi hỏi câu hỏi này trong thực tế nhiều cái bài thuyết trình của tôi thì cái tỷ lệ giơ tay thường là khoảng 50-50, tức là khoảng 50% các bạn cho rằng là mình nên nói cái điều mình muốn nói, mình đã chuẩn bị trước rồi. 50% còn lại cho rằng là mình nên nói cái điều khán giả muốn nghe. Vậy thì đâu là câu trả lời đúng? Thì dĩ nhiên nó không có đúng hay sai một cách cụ thể rõ ràng trong cái trường hợp này. Nhưng mà để cái bài thuyết trình của bạn nó tăng được cái tính thuyết phục dành cho khán giả, cũng như là nó tăng được cái sự gắn kết giữa bạn và khán giả của bạn, thì tôi khuyên các bạn là chúng ta nên chia sẻ cái điều khán giả muốn nghe. Tức là trước khi bạn thực hiện cái bài thuyết trình của mình, trong tuần vừa rồi thì tôi có nói với các bạn là chúng ta nên tìm hiểu về cái môi trường của bạn. Và một trong những cái yếu tố quan trọng trong cái môi trường đó chính là cái khán giả của bạn. Thì trước khi mà bạn thực hiện bài thuyết trình thì chúng ta nên dành một khoảng thời gian để mà chúng ta đến gặp những người mà khán giả mà mình sẽ chuẩn bị chia sẻ với họ, để mà mình hỏi họ. Mình hỏi họ một vài câu hỏi. À bạn ơi, bạn cho mình hỏi là mình chuẩn bị thuyết trình về cái đề tài này nè. Vậy thì theo bạn là bạn muốn nghe về cái phương diện nào trong cái đề tài này? Thì bạn chỉ cần làm một cái khảo sát đơn giản thôi, một vài người như vậy, để mà trong đầu của bạn hình dung, bạn khái quát được là à, cái giai đoạn mà bạn chuẩn bị nội dung thì bạn sẽ cần chú ý đến những cái ý nào.
Tại vì những cái ý đó là những cái mà người ngồi nghe ở dưới họ đang chờ đợi, họ muốn nghe bạn. Thì làm được cái điều này sẽ giúp cho cái bài thuyết trình của bạn nó tăng được cái sự thuyết phục cũng như cái tính gắn kết hơn. Bởi vì sẽ không có bất kỳ một khán giả nào đến và họ trông đợi nghe một điều A, nhưng mà đến trong thực tế thì bạn lại nói điều B. Thì chính cái điều đó nó sẽ khiến cho khán giả ngồi dưới họ sẽ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ ngáp, họ sẽ nói chuyện riêng, họ sẽ không chú ý đến bạn. Và chính vì như vậy cho nên là bạn đứng trên bạn nói giống như là bạn cảm thấy là ô, mình đang nói một cái điều mà người ta không muốn nghe, bạn cảm thấy rất là thừa. Và từ đó bạn sẽ cảm thấy hồi hộp, bạn sẽ run, bạn sẽ mất tự tin vân vân. Thì tương tự như vậy trong chương trình Kỹ năng sống này chúng tôi cũng làm điều đó. Đó là chúng tôi luôn chia sẻ với các bạn về email, địa chỉ mail của chương trình để mà chúng tôi khuyến khích các bạn gửi mail về chương trình. Và thông qua những cái tâm sự đó, những cái góp ý đó của các bạn thì chúng tôi xây dựng cái nội dung để mà nó mang tính thiết thực hơn dành cho các bạn. Cái bí quyết số 2 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là trong cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị nội dung dựa trên cái khảo sát của chúng ta như khi nãy tôi đã nói đối với khán giả để mà giúp cho cái nội dung của bạn nó thiết thực hơn. Thì cái bí quyết thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà các bạn chuẩn bị nội dung á thì chúng ta hãy chuẩn bị với một cây viết và một tờ giấy. Tại sao tôi lại nói các bạn làm điều này? Thì thật ra các bạn chuẩn bị nội dung bằng vi tính cũng được, nó không có gì sai cả. Nhưng mà tôi khuyên các bạn nên dùng giấy và bút là bởi vì theo một cái nghiên cứu khoa học thì người ta nói rằng là những gì mà chúng ta ghi ra, trực tiếp tay chúng ta ghi ra thì chúng ta sẽ tăng được cái khả năng nhớ hơn 50%. Lý do tại sao? Là bởi vì cái quá trình mà bạn ghi ra trực tiếp, tức là bạn có một cái sự tương tác trực tiếp giữa cái suy nghĩ của bạn và cái dòng suy nghĩ bên trong đầu của bạn và nó thể hiện ra trên cái mặt chữ trên trang giấy. Nó sẽ tốt hơn so với cái việc mà các bạn ngồi các bạn đánh máy. Tại vì khi chúng ta đánh máy, tức là cái bộ não của chúng ta nó phải thông qua một cái thiết bị thứ hai thì nó sẽ không có tốt bằng cái việc mà trực tiếp chúng ta làm điều đó. Cho nên là mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại mọi thứ nó rất là công nghệ rồi, nhưng mà tôi vẫn khuyên các bạn dùng một cách rất là truyền thống, đó là chúng ta dùng giấy và bút. Và bản thân của tôi cũng thường xuyên làm cái việc này khi mà chúng tôi chuẩn bị nội dung. Và để cho cái phần mà chuẩn bị nội dung của bạn nó thêm cái sự gọi là sắp xếp cái thứ tự của nó cho nó hợp lý thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn cái cách mà chúng ta soạn nội dung như thế này. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Đó là các bạn với cái tờ giấy đó, các bạn chia tờ giấy này ra làm hai phần. Phần bên trái thì nó chỉ khoảng tầm 1/4 cái diện tích thôi, và 3/4 còn lại đó là phần bên phải. Và tôi đặt tên cho cái phương pháp này nó gọi là lược đồ thời gian. Tức là cái đường thẳng mà bạn kẻ xuống nó chính là cái trục thời gian, nó đại diện cho cái lượng thời gian mà bạn sẽ thuyết trình trong cái buổi thuyết trình đó. Tôi lấy ví dụ như là bạn sẽ thực hiện một bài thuyết trình kéo dài trong vòng ví dụ như là 20 phút, thì cái chấm đầu tiên bạn gạt ra thì bạn sẽ tự xác định cho mình rằng là từ phút thứ nhất cho đến phút thứ hai bạn sẽ thực hiện cái phần đó là giới thiệu bản thân của mình. Thì cái bên tay trái của bạn, bạn sẽ viết cái mốc thời gian đó là từ phút thứ nhất đến phút thứ hai. Còn bên tay phải của bạn thì bạn sẽ viết xuống cái nội dung mà bạn sẽ thực hiện, đó là giới thiệu bản thân của mình. Rồi bạn sẽ đi chi tiết hơn, đó là cụ thể bạn sẽ giới thiệu cái gì. Thì ví dụ như gạch đầu dòng thứ nhất đó là bạn sẽ giới thiệu tên của mình. Gạch đầu dòng thứ hai là bạn sẽ giới thiệu sở thích của mình. Sau đó là bạn sẽ dành ra ví dụ như là 2 phút tiếp theo để mà giới thiệu về cái chủ đề ngày hôm nay bạn sẽ tính nói. Thì cột bên trái của bạn, bạn sẽ viết tiếp đó là từ phút thứ 2 cho đến phút thứ 4. Còn cột bên phải của bạn thì bạn sẽ viết xuống cái nội dung mà bạn sẽ tính làm, đó là phần thứ nhất mình sẽ giới thiệu về tổng quan đề tài, bao gồm ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba, vân vân. Và sau đó bạn sẽ đi tiếp, đó là vậy thì 10 phút tiếp theo mình sẽ đi vào cái nội dung chính của cái buổi của cái phần thuyết trình. Thì trong 10 phút này thì mình sẽ nói về 3 cái ý lớn, thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và tương tự như vậy, bạn sẽ soạn cho mình được một cái khung thời gian cho toàn bộ bài thuyết trình của bạn. Thì tại sao chúng ta lại làm cái điều này? Nó có hai cái lợi ích rất là lớn sau đây. Cái lợi ích thứ nhất đó là giúp cho các bạn sắp xếp từng cái phần nói chuyện của bạn theo một cái lược đồ thời gian, theo một cái trình tự hợp lý logic, để khi mà bạn nhìn lại thì bạn sẽ thấy coi cái phần này mình để chỗ này nó hợp lý chưa. Nếu chưa thì mình đưa nó xuống dưới. Phần này đang nằm ở dưới có vẻ không hợp lý lắm, mình lại đưa nó lên trên. Tức là tự bạn sẽ điều chỉnh trong khi mà bạn hoàn thành cái phần chuẩn bị của mình. Và cái lợi ích thứ hai sẽ giúp cho bạn, đó là khi bạn nhìn vào cái cột thời gian thì sẽ giúp cho bạn ước lượng được là cái lượng thời gian cho mỗi một cái phần nói, coi nó có phù hợp hay chưa. Tại vì trong thực tế đây là một điều rất là quan trọng. Trong thực tế tôi quan sát thì tôi thấy đa số mọi người chúng ta hay bị
hai cái trạng thái. Một là chúng ta bị lố giờ trong cái bài thuyết trình của mình, ví dụ 20 phút nhưng mà bạn lại thuyết trình đến 30 phút, hay là chúng ta hay bị không đủ giờ, tức là chúng ta nói thiếu hơn so với cái thời gian quy định. Ví dụ như là 20 phút, bạn có 20 phút nhưng bạn chỉ dùng có 15 phút hoặc là 12 phút là bạn hết biết nói gì rồi. Thì cái cách chuẩn bị với một tờ giấy và một cây bút sẽ giúp cho các bạn khắc phục được cái điều đó. Và một cái lưu ý nhỏ tôi muốn nhắc các bạn, đó là trong quá trình mà chúng ta soạn cái nội dung đó thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta chỉ sử dụng những cái từ khóa thôi, tức là những cái từ quan trọng mà khi bạn đọc vào thì nó sẽ giúp bạn gợi nhớ cái nội dung mà bạn cần nói. Chứ chúng ta không cần phải soạn quá chi tiết từng từ, từng chữ một chúng ta nói cái gì, tại vì nó sẽ không đủ giấy để bạn làm điều đó. Tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết số 3. Bí quyết số 3 đó là nó sẽ dựa trên bí quyết số 2, tức là dựa trên cái tờ giấy nội dung, cái lượng đồ thời gian mà các bạn đã chuẩn bị. Thì bí quyết số 3 đó là trong quá trình thuyết trình thực tế thì bạn hãy chọn cho mình, tìm cho mình một cái vị trí mà tôi gọi nó vui vui, đó là vị trí nhắc bài chiến lược. Tức là sao? Tức là một cái nơi nào đó mà để nhắc bài bạn nếu như bạn quên. Và cái nơi đó nó chiến lược, ý của tôi muốn nói là nó chỉ có một mình bạn mới dễ thấy thôi, còn khán giả thì thấy cũng được nhưng mà đừng có quá lộ liễu. Thì thông thường thì tôi để ý đó là khi chúng ta thuyết trình thì chúng ta có một cái bàn để mà chúng ta để cái laptop, cái máy tính của mình ở đó. Hoặc là nếu như bạn không sử dụng máy tính thì bạn cũng nên có một cái bàn để mà chúng ta có thể chúng ta để lên một ly nước. Khi mà chúng ta khát thì chúng ta có thể chúng ta uống. Thì kèm theo cái ly nước đó hoặc là kèm theo cái máy tính đó thì nó cũng là cái tờ giấy nội dung mà bạn đã chuẩn bị ở cái bí quyết số 2. Thì đó chính là cái vị trí nhắc bài chiến lược của bạn. Để làm gì ạ? Để mà khi mà có một lúc nào đó chúng ta quên, chúng ta chợt quên cái nội dung tiếp theo chúng ta muốn nói là cái gì, thì chúng ta có thể đi ra uống một ngụm nước và chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Đồng thời chúng ta liếc mắt xuống, chúng ta nhìn cái từ khóa của cái ý tiếp theo để mà gợi nhớ cho bạn những cái gì mà bạn sẽ chuẩn bị nói tiếp. Có thể lúc này bạn sẽ thắc mắc trong đầu rằng làm như vậy thì có kỳ quá hay không? Thì thật ra tôi trả lời với các bạn là thật ra không có gì cả. Không có, bạn không cần phải ngại, bạn không cần phải lo lắng là khán giả nghĩ gì về bạn cả. Đơn giản là chúng ta quên thì chúng ta cứ mạnh dạn bước ra để mà chúng ta liếc vào một chút để mà chúng ta gợi nhớ. Tuy nhiên, cái điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là vẫn phải dựa trên cái nền tảng đó là bạn đã chuẩn bị và rèn luyện một cách điên cuồng trước đó rồi. Chỉ là lúc này mình sực quên thôi, thì mình ra mình liếc qua một chút để mà mình nhắc mình, chứ không phải bạn ra rồi bạn lúc đó bạn mới lo bạn đứng để mà bạn đọc, bạn nhớ lại là bạn cần nói cái gì. Thì lúc đó nó mới rất là kỳ, lúc đó khán giả nhìn vào và sẽ đánh giá bạn là bạn không có chuẩn bị tốt. Các bạn có thấy tôi vừa mới làm gì không? Tôi vừa mới uống một ngụm nước và sau đó tôi hít một hơi sâu và sau đó tôi từ từ tôi thở ra. Thì đó là cái bí quyết số 4 tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bí quyết này thì tôi không gọi là uống nước và hít thở, mà tôi đặt một cái tên chung, đó là chúng ta làm nóng để mà chúng ta khởi động trước cái bài thuyết trình của mình. Và nó có nhiều cái cách thức để giúp cho chúng ta làm nóng. Uống nước là một cách, và khi mà uống nước thì các bạn hãy nhớ chúng ta uống từ từ thôi. Tại vì chính cái động tác mà chúng ta uống và chúng ta uống vào một ngụm và chúng ta nuốt từ từ, thì chính cái động tác đó nó sẽ giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn để mà chế ngự cái nỗi hồi hộp trước khi chúng ta bắt đầu. Bên cạnh đó bạn cũng có thể hít thở như khi nãy tôi vừa mới làm, bạn hít thở sâu vào chậm thôi. Bạn làm như vậy khoảng 10 cái thì tôi đảm bảo là bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn, sảng khoái hơn, bởi vì lúc đó bạn đang đưa oxy vào trong cơ thể của chúng ta, vào trong bộ não của chúng ta. Bên cạnh đó bạn có thể bạn làm một vài cái động tác thể dục để mà khởi động cho cơ thể của bạn nó cảm thấy thoải mái, dễ dàng, dễ chịu hơn, sảng khoái hơn. Hoặc là một cái động tác mang tính kỹ thuật nhưng mà rất là hay để giúp cho các bạn làm nóng trước khi mà chúng ta bắt đầu, đó là chúng ta hãy làm quen với một vài khán giả của bạn trong cái buổi thuyết trình hôm đấy. Thì đây là một cái bí quyết rất là hay mà bản thân tôi thường xuyên áp dụng cho mình, đặc biệt là khi mà tôi bước đến một cái nơi mà lần đầu tiên tôi gặp những khán giả đó. Hoặc là nó có một cái biểu hiện mà ngay cả bản thân tôi cũng hay gặp và tôi thấy nhiều người cũng hay gặp, đó là khi mà chúng ta hồi hộp trước lúc bắt đầu thì thường là cái mặt, cái cơ mặt của chúng ta thường là nó bị cứng lại, cái miệng của mình nó
nó không còn thoải mái, nó không còn mềm mại nữa. Thì chúng ta phải làm sao? Thì các bạn có thể làm một vài cái động tác, bạn có thể bạn há to thì to miệng của bạn ra, xong rồi từ bạn lại để nhỏ lại, và sau đó bạn lại căng to cái miệng bạn ra một vài lần như vậy để cho cơ mặt của bạn nó được giãn ra. Hoặc là bạn có thể bạn tìm một cái góc nào đó, và các bạn hãy lưu ý nhé, đó là nó phải vắng người một chút, và sau đó bạn có thể bạn hét to lên. Khi bạn hét to lên như vậy thì cái cơ mặt của bạn nó cũng sẽ được căng ra, cộng với cái việc là nhân tiện bạn khởi động luôn cái cuống họng của mình để giúp một chút nữa bạn nói nó trở nên trơn tru hơn. Tiếp theo đó là bí quyết số 5, tôi đặt tên cho nó là ánh mắt biết nói. Bởi vì thông qua đôi mắt thì khán giả họ ngồi dưới, họ nhìn vào bạn, họ sẽ biết được là bạn có đang tự tin hay không, bạn đã có chuẩn bị cái bài này tốt hay chưa, bạn đã có thật sự thoải mái bên trong để mà trò chuyện với khán giả hay chưa, vân vân. Và bởi vì nhiều người họ không có ý thức được điều này, cho nên là họ hay mắc phải một cái thói quen tôi hay nhận ra, đó là khi mà đứng thuyết trình thì thường là họ hay ngước lên trên, hoặc là họ hay nhìn xuống phía dưới, hoặc là họ nhìn đâu đó mà không phải nhìn khán giả. Bởi vì họ nghĩ rằng là khán giả chỉ cần nghe mình nói thôi, chứ không cần nhìn vào đôi mắt của mình. Thì thật ra là không phải là như vậy. Chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục cái điều này bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào những khán giả đang ngồi dưới. Bởi vì như tôi nói trong tuần trước, đó là thuyết trình thật ra nó chỉ là trò chuyện thôi, mà chỉ là trò chuyện nhiều người thôi. Và khi mà các bạn ngồi bạn trò chuyện với một ai đó thì dĩ nhiên là chúng ta hướng mắt về người đó. Thì thuyết trình cũng vậy, khi các bạn thuyết trình các bạn cũng hãy hướng mắt về khán giả của các bạn. Tiếp theo đó là bí quyết số 6. Thì đây là một cái bí quyết mà thật ra từ nãy giờ, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi đã dùng nó rồi, không biết là các bạn có để ý hay không. Bí quyết số 6 đó chính là trong cái bài thuyết trình của mình, các bạn nên đưa vào lồng vào một cái bài nhạc không lời để làm nền trong suốt cái quá trình mà mình nói. Nếu bạn để ý thì từ đầu chương trình đến giờ chúng tôi luôn nói kèm với một cái nền nhạc để làm gì, để mà giúp cho khán giả của bạn tập trung hơn, tỉnh táo hơn để mà lắng nghe cái thông điệp bạn chia sẻ một cách tốt hơn, hiệu quả hơn. Cái lý do nó vô cùng đơn giản là bởi vì nó đi từ cái cấu trúc của bộ não của chúng ta. Đó là bộ não chúng ta thì nó được chia làm hai bán cầu não trái và bán cầu não phải. Thì khi mà khán giả ngồi nghe chúng ta nói thì khán giả đang tiếp thu thông tin và xử lý những thông tin đó. Thì đó là cái chức năng của bán cầu não trái, nó hoạt động rất là nhiều. Thì khi đó bán cầu não phải nó không có việc gì nó làm cả. Cho nên thường nó hay chia trí, chức năng của nó là tưởng tượng, là mơ mộng. Thì vô tình nó lại khiến cho khán giả chia trí làm việc riêng hoặc là nghĩ đến những cái việc khác. Cho nên khi mà chúng ta lồng một cái nền nhạc không lời vào, đó là cái cách để mà chúng ta giúp cho cái bán cầu não phải của người nghe họ có việc làm, cho nên là lúc đó nó sẽ không còn quấy rối người nghe nữa, mà sẽ giúp cho người nghe tập trung vào cái nội dung của bạn tốt hơn. Tiếp theo là bí quyết số 7, bí quyết cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đó là đồng điệu. Đồng điệu là gì và tại sao mình cần phải đồng điệu? Thì đồng điệu là một cái động tác kỹ thuật để mà giúp cho các bạn mở đầu bất kỳ một cái bài thuyết trình nào một cách mượt mà, một cách trơn tru, một cách tự nhiên. Cũng như đó là cách để mà giúp cho các bạn vượt qua được cái giai đoạn mà mình hồi hộp, mình run bên trong mình. Và đó cũng là cách mà giúp cho khán giả của bạn cảm thấy là bạn gần gũi, bạn dễ thương, bạn rất là cái nội dung của bạn thấp nói sẽ rất là đáng nghe. Thì đó là một cái động tác mang tính kỹ thuật mà bản thân tôi thường xuyên dùng trong cái công việc đào tạo của mình. Lý do tại sao mình cần dùng cái phương pháp này các bạn là bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu bất kỳ một cái bài thuyết trình nào á, mà nếu như ngay lập tức chúng ta vào thẳng cái nội dung trực tiếp á, nếu như đó là lần đầu tiên mà khán giả nghe bạn thì nó càng nguy hiểm hơn nữa, là bởi vì lúc đó khán giả sẽ hỏi trong đầu mình rằng là ủa bạn là ai, ủa tại sao tôi phải ngồi dưới đây tôi nghe bạn. Hoặc là cho dù khán giả của bạn có quen đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ thắc mắc là ủa cái nội dung của bạn nó có gì đáng nghe mà người ta phải ngồi ở đây. Cho nên là bạn chưa phá được một cái rào cản về mặt tâm lý bên trong họ thì đồng điệu chính là cái bước để giúp cho bạn làm cái cách này. Đồng điệu bằng cách nào? Vô cùng đơn giản, các bạn có thể bắt đầu bài thuyết trình của mình trước khi chúng ta vào nội dung chính. Thì chúng ta có thể bắt đầu bằng một vài cái câu hỏi
đơn giản thôi, một câu hỏi mà bạn biết chắc 100% rằng khán giả của bạn sẽ trả lời được. Những câu hỏi đời thường trong cuộc sống này để mà thể hiện cái sự quan tâm của bạn dành cho khán giả. Một cái cách khác để mà bạn có thể bạn đồng điệu đó là thay vì một vài câu hỏi thì bạn có thể mở đầu bằng một cái bài hát. Mà bài hát này thì cũng đơn giản thôi, bài hát này vui, bài hát này bạn biết chắc 100% rằng hầu hết mọi người đều biết hát. Đó là những bài hát mang tính sinh hoạt tập thể, bạn có thể bạn chia sẻ một bài hát để mà tất cả mọi người chúng ta cùng hát. Không những hát, mọi người cùng vỗ tay hoặc là mọi người cùng đứng lên vân vân. Thì tất cả những cái động tác kỹ thuật đó nó sẽ giúp cho toàn bộ cái khán giả trong căn phòng đó của bạn sẽ cảm thấy là ồ, không khí thoải mái, không khí dễ chịu, mọi người có một cái điểm chung với nhau. Thì cái đó tôi gọi là đồng điệu. Hoặc là một cái cách khác bạn cũng có thể sử dụng để mà đồng điệu với khán giả. Tuy nhiên cái cách này thì tôi chỉ khuyến khích những bạn nào mà các bạn thấy rằng mình có cái năng khiếu, nó gọi là năng khiếu kể chuyện. Còn nếu không thì bạn không nên áp dụng, bởi vì đôi khi nó cũng hay có những cái tai nạn xảy ra khi mà bạn không có năng khiếu về kể chuyện. Thì cái cách tôi đang nói đó chính là bạn có thể bạn bắt đầu bài thuyết trình của bạn bằng một cái câu chuyện vui vui, một câu chuyện hài hước, hóm hỉnh mà bạn quan sát được trong cuộc sống của mình. Thì tại sao tôi lại khuyến cáo là bạn chỉ nên bắt đầu khi mà bạn có năng khiếu thôi? Bởi vì trong thực tế thì tôi đã thấy có nhiều bạn bắt đầu bằng một câu chuyện cười, nhưng mà sau khi bạn kể xong thì cả khán giả không ai cười hết, mà cái người bạn đó đứng cười một mình trên sân khấu. Cho nên là chúng ta cũng hãy cẩn thận khi mà chúng ta dùng cái biện pháp đồng điệu đó là kể chuyện. Thì tóm lại, đó là với những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay, thì mục đích của tôi đó là tôi muốn mang đến cho các bạn những cái bí quyết mà mang tính áp dụng thực hành rất là cao, để mà sau khi kết thúc chương trình này thì bạn có thể bạn áp dụng vào ngay lập tức. Nếu như ngày mai bạn có một bài thuyết trình thì chúng ta cứ thử áp dụng những biện pháp mà tôi chia sẻ với các bạn, coi thử coi là nó có giúp cho cái bài thuyết trình của bạn nó trở nên tốt hơn hay không. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta, nếu như chúng ta có bất kỳ một thắc mắc nào, một tâm sự nào, thì các bạn đừng quên gửi mail về cho địa chỉ mail của chương trình. Đây cũng là cách để mà giúp cho chúng tôi thiết kế được những nội dung mà thiết thực hơn dành cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.